Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của đồ gỗ Minh Nhạy Kinh Bắc. Và thưa quý vị, hôm nay là buổi sáng ngày 2 tháng 11 năm 2021. Đơn vị chúng tôi xin được giới thiệu đến khách hàng bộ sản phẩm câu đối cuốn thư được đục theo tích là mai điểu hóa long. Và sản phẩm thì được làm trên chất liệu là gỗ cụ Lào nha quý vị. Thì đây là một trong những cái sản phẩm hàng cao cấp của đơn vị chúng tôi hoàn thiện cho một anh khách hàng ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với kích thước chiều dài là 1m97. Đó, thì đây là một trong những cái sản phẩm hàng cực kỳ đỉnh cao và có cái mẫu đục cũng như là khả năng đục chạm và kỹ thuật hoàn thiện rất là tỉ mỉ và cho chuốt cho quý vị. Thì thông tin chi tiết về sản phẩm nếu quý vị đã quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể theo dõi đoạn video clip của bên đơn vị chúng tôi. Và sau đó thì chúng tôi sẽ quay chi tiết cận cảnh về sản phẩm cũng như là công bố kích thước độ dày và báo giá công khai để quý vị có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng được cái chất lượng của sản phẩm. Thì đầu tiên về bức cuốn thư ở giữa thì chúng tôi làm với kích thước chiều dài là 1m97 nha quý vị. Đó, dài là 1m97 và cao là 87 phân và được đục theo tích là mai điểu hóa long. Và ở giữa thì chúng tôi đục ba chữ là Đức Lưu Quang. Đó, nền gấm chữ vạn, có cả chữ nho lẫn chữ phụ đề bằng tiếng Việt cho quý vị. Có cả chữ nho lẫn chữ phụ đề bằng tiếng Việt. Đó, và toàn bộ nền gấm thì được đơn vị chúng tôi là đục chạm thủ công mỹ nghệ bằng te nha quý vị. Đó, đục te toàn bộ đấy ạ. Và chúng tôi thì có dát vàng điểm ở các cái viền chữ thọ. Đó, cũng như là chuôi bút và chuôi kiếm. Và cánh gà thì chúng tôi có dát vàng con chim điểu cho quý vị. Thì đây là một trong những cái sản phẩm hàng cao cấp của đơn vị chúng tôi. Có cái mẫu đục cũng như là khả năng đục chạm và hoàn thiện rất là kỹ càng đấy ạ. Với chất liệu phủ bóng thì chúng tôi sử dụng chất liệu sơn là O7 cho quý vị. Đó, đục rất là đẹp nha quý vị. Rất là dẻo hàng và đục rất là điệu đấy ạ. Và hoàn thiện cực kỳ cho chốt cho quý vị. Thì đây là một trong những cái sản phẩm hàng cao cấp cũng như là được đơn vị chúng tôi bán cực kỳ chạy nha quý vị. Với chiều cao từ đất lên cái phần đỉnh hoa hồng. Đó là cao là 87 phân. Phần dát vàng đây ạ. Dát vàng rất là kỹ cho quý vị. Và chúng tôi sử dụng chất liệu vàng là vàng 24K của Đài Loan. Đó, một dòng vàng rất là phổ biến và có độ bền màu rất là cao cho quý vị. Và sau khi dát vàng thì đơn vị chúng tôi có phủ lên một lớp bóng ở bên trên đó, để khi quý vị sử dụng cũng như là vệ sinh hoặc là lo chùi thì nó không lo xước vàng hoặc là không lo bong chóc vàng nhé quý vị. Thì đây là một trong những cái sản phẩm có cái mẫu đục. Đó, mẫu đục đây ạ, rất là đẹp cho quý vị và được thực hiện đục chạm bởi những người nghệ nhân gốc nghề của đơn vị đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc thực hiện rất là kỹ. Phần chim điểu đây ạ. Đục cực kỳ đẹp nha quý vị. Đó. Và đi ra xa để quý vị có thể chiêm ngưỡng được tổng quan về bức cuốn thư. Đó, chúng tôi làm với chiều dài là 1m97, cao là 87 phân nha quý vị. Đục rất đẹp nha quý vị. Và cái phần đầu rồng đây ạ, hóa trên thân mai. Và cái thân cây mai thì chúng tôi đục cũng rất là già cây nha quý vị. Đó, cây cực kỳ là cổ thụ đây ạ. Hoàn thiện cực kỳ kỹ. Rất là cho chuốt cho quý vị. Được làm trên chất liệu là gỗ cụ Lào. Và tiếp theo là hai vế câu đối thì chúng tôi làm với kích thước chiều cao là 1m97. Đó, cao là 1m97. Bản rộng là 28 và dày là 4 phân. Cao là 1m97 đây ạ. Bản rộng là 28, dày là 4 phân. Đó, mai hóa long. Đục rất đẹp nha quý vị. Đầu rồng hóa trên thân mai. Và bên dưới thì chúng tôi đục diềm hoa mai và chim điểu nha quý vị. Đó, hoa mai và chim điểu đây ạ. Đục cực kỳ đẹp đó. Và phần diềm thì chúng tôi là đục thủng nha quý vị. Đục thủng đây ạ. Và tất cả các phần lỗ hoàn thiện cực kỳ kỹ. Và vế bên tay phải thì chúng tôi đục 7 chữ là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh. Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh nha quý vị. Có cả chữ nho lẫn chữ phụ đề bằng tiếng Việt. Và bên dưới thì chúng tôi đục một con nghê trầu. Đó. Và tiếp theo là vế bên tay trái thì chúng tôi đục 7 chữ là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Với kích thước chiều cao là 1m97, bản rộng là 28, dày là 4 phân nha quý vị. Và đây là một trong những cái sản phẩm mà đơn vị chúng tôi hoàn thiện cho một anh khách hàng ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đó, bộ dày 4 phân nha quý vị. Được làm trên chất liệu là gỗ cụ Lào. Phần hoa mai đây ạ, đục rất đẹp nha quý vị. Đó, hoàn thiện cực kỳ kỹ.
Chất liệu phủ bóng thì chúng tôi sử dụng chất liệu sơn là O7. Đó, và chất liệu vàng là vàng 24K của Đài Loan. Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Bản rộng là 28, cao là 1m97. Đó. Dày là 4 phân và một bộ câu đối cuốn thư được đục theo tích là mai điểu hóa long và được làm trên chất liệu là gỗ cụ Lào, hoàn thiện rất là kỹ càng. Và cái sản phẩm của đơn vị chúng tôi thì có cái mẫu đục rất là đẹp nha quý vị. Thì hiện đơn vị chúng tôi đang chào bán công khai với giá là 18.500.000 đồng. Thì khách hàng nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể theo dõi kênh cũng như là điện thoại hoặc là kết nối qua Zalo với đơn vị chúng tôi theo hai số hotline, đó là 0968 82 0 và 0868 82 0. Và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Linh Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà đơn vị chúng tôi đục chữ nho lẫn chữ phụ đề bằng tiếng Việt đó, và lền toàn bộ là lền gấm nhé quý vị. Và bên trong thì chúng tôi có một bộ đục theo chữ thư pháp đó. Thì bộ bên trong thì chúng tôi làm cho một anh khách hàng ở Quốc Oai, thành phố Hà Nội nhé quý vị. Và đây là bộ sản phẩm dày 4 phân đó, được đục theo tích là mai điểu hóa long, hoàn thiện cực kỳ là kỹ quý vị nhé, hoàn thiện rất là kỹ đấy ạ. Giá là 18.500.000. Và thông tin chi tiết thì quý vị có thể điện thoại trực tiếp hoặc là qua cơ sở của đầu gỗ Minh Nghệ Kinh Bắc, ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và video clip ngày hôm nay thì đơn vị chúng tôi cũng xin phép là kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.